Hello, xin chào toàn thể các bác. Vậy là sau một quá trình rất là dài, tôi không ra clip vì là hôm nay tôi cũng rất là bận. Nên là hôm nay là ngày 21 tháng 6 2022. Chính xác là hôm nay là ngày 22 tháng 6 năm 2020. Tôi tiếp tục lên rừng với lại hành trình hái cây thuốc của mình, gửi đến cho một bác ở bên Sacramento, bên bang California của Mỹ. Đây là một cái loại cây mà chúng tôi gọi là đèng muôi. Và quả của nó thì ăn được và chúng tôi gọi là đèng muôi piêu. Rồi thì rồi vừa nãy thì tôi cũng đến đây rồi, đi đến khảo sát trước. Tại vì là cây này thì trước tôi cũng thấy rồi, tuy nhiên là sợ trong quá trình thời gian nó rất là lâu không ra thì sợ anh em người ta chặt đi, nên là tôi cũng đã ra đây khảo sát trước để còn có cái mà quay cho các bác cùng xem. Và trước khi đi vào chi tiết thì nếu các bác thấy clip này hay và muốn ủng hộ thì vui lòng bấm nút like, và bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng đăng ký kênh giúp em để nhận được những cái clip mà mới mỗi ngày về những cây thuốc ở trên vùng cao. Và một cái nữa cũng xin phép tất cả các bác là em đi lăn man một chút. Hôm nay là ngày 22 tháng 6. Em chính thức đổi tên lần thứ nhất sau hơn 2 năm em thành lập cái kênh Cuộc Sống Vùng Cao này. Thì hôm nay em đổi tên này gọi là Dược. Đây, Thảo Dược Người Dao. Đấy, tên kênh bây giờ là Thảo Dược Người Dao nhé các bác nhé. Đấy, bác nào mà đã đăng ký ủng hộ tôi từ trước đến giờ thì các bác vui lòng nhớ cho tôi. Bây giờ kênh của tôi hiện tại, bây giờ các bác đang xem trong cái clip này, kênh là gọi là Thảo Dược Người Dao nhé. Vì tôi là người dân tộc Dao. Và trong cái quá trình thiết lập kênh ngày trước tôi muốn hướng đến là hướng đến để cho các bác xem cái cuộc sống hàng ngày của người vùng cao nó như nào, nên là tôi đặt tên là Cuộc Sống Vùng Cao. Tuy nhiên là trong cái quá trình đi làm nó cũng tôi lại yêu quý cái vấn đề thuốc nam của dân tộc tôi hơn, nên là hôm nay ngày 22 tháng 6 năm 2020 tôi chính thức đổi tên cái kênh YouTube này thành Thảo Dược Người Dao, để cho các bác biết được người Dao chúng tôi có những cái cây thuốc như nào và tác dụng của cây thuốc đó ra làm sao. Và cho nên là tôi đổi tên. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi vào vấn đề chính. Chính là tôi muốn giới thiệu cho các bác về cái cây này. Cây này là một cái cây mà trong cái tiếng phổ thông thì tôi không biết gọi cây là tên là gì. Đấy, các bác vừa lòng đợi tôi một chút, tại vì nó rất là rộng. Đây, và hôm nay là được ngày trời mưa. Mấy hôm nay trên khu vực tôi sinh sống thì trời mưa suốt. Đấy, trời mưa. Cây này thì thường ra quả vào tháng 8, tháng 9. Ra quả tháng 8, tháng 9 thì chúng tôi hay lấy về để cho vùi vào giò bếp ăn rất là ngon. Đây, đây là một cái cây dây leo nhé các bạn nhé. Đấy. Lát nữa tôi sẽ lấy cái dây cho các bạn xem. Cả lá này, đây là một nhánh cây này này. Đây, đấy, lá của nó như này này các bạn này. Rồi bây giờ tôi xuống dưới kia, tôi xuống dưới này để mô tả cho các bạn cùng xem. Cây này thì chúng tôi người Dao chúng tôi hay dùng để trị bệnh gút này, trị xương khớp với lại
trị sốt rét này. Đây, các bác, không biết là các bác có nhìn rõ không ạ? Đây ạ. Đây, cây này người dân tộc chúng tôi gọi là cây đẻng muôi nha các bạn nhé. Đấy, có, tại vì là nó ra quả xong là chúng tôi hay vặn, mình gọi là đẻng muôi. Đây, lá của nó như này. Lá thì nó khá là bóng, khá là trơn. Hai bên, mặt trước, mặt trên, mặt dưới nó đều trơn, bóng nhé. Lá thì đối diện này. Đấy. Hai cái cuống lá nó mọc đối diện nhau. Và một cái nữa, thân của nó thì phình to. Đây, phình to. Đây là một cái vị thuốc trị bệnh gút ở trên chúng tôi. Đấy. Đây, đây này các bác này. Và nếu bác nào biết tiếng phổ thông của cây này thì vui lòng để lại bình luận ở phía dưới cho tôi, để tôi biết cây này tên là gì. Chứ còn cây đẻng muôi này thì tiếng phổ thông tôi không biết gọi như nào. Tôi chỉ biết là tiếng địa phương chúng tôi gọi là cây đẻng muôi. Đấy. Nó tác dụng điều trị bệnh gút rất là tốt và bệnh xương khớp, tê bì tay chân ở người già đấy. Thường thường là hầu như là gọi là người dân tộc Dao ấy thì nhà nào cũng biết, người nào cũng biết về cây thuốc này. Đấy là những người già, còn thế hệ của chúng tôi trở về sau thì ít người biết đến những cái cây thuốc như này. Và ít người muốn tìm hiểu về cây thuốc. Cho nên là tôi quyết định tôi làm về những cây thuốc của người dân tộc Dao, để cho tất cả mọi người trên thế giới đều biết. Và cũng rất là may là trong quá trình tôi làm thì có một số bác người Dao ở bên Mỹ, họ biết được kênh của tôi và họ đã đặt thuốc này. Nên là hôm nay tôi lên trên này tôi hái để tôi chặt để cho gửi về cho các bác, người bạn Dao, người Dao ở bên kia, ở bên Sacramento, California, bên Mỹ bị bệnh gút. Vâng, đây, khi mà bị bệnh gút thì các bạn dùng cái cây này nhá. Đây, các bạn dùng cây này thái nhỏ, phơi khô để mà sắc uống. Một lần sắc thì các bạn sử dụng một nắm thôi. Đấy, một nắm như này để mà sắc với khoảng 1 lít, 1,5 lít nước. Các bạn uống trong thời gian một lần điều trị là từ 20 ngày đến 30 ngày thì những cái chỗ sưng đau bàn chân, bàn tay, các đốt của nó sẽ bị tiêu giảm. Đấy, tức là nó giảm đi những cái chỗ sưng đau, sưng đỏ mà các bác thấy rất là khó chịu khi mà các bác bị bệnh gút đấy ạ. Và còn cái thứ hai nữa thì chúng tôi hay dùng cái cây đẻ muôi này kết hợp với lại cây đìa chung, kết hợp với lại mầy mao, kết hợp với lại một số cái cây khác nữa để điều trị bệnh tê thớp, nhức mỏi gân xương, đau khớp. Đấy, đây này các bác này. Đây, dây này thì nó rất là dài, nó phải dài khoảng hơn 20 mét. Tại vì là tôi để ý là tự gốc cây này ở bên này này. Đấy, gốc cây ở bên này, sau này nó trèo lên theo cái thân này, sau là trèo ra bên kia, phi ra tận bên kia kìa. Tôi xin lỗi là tôi dùng cái GoPro cho nên là không thể nào mà zoom lại được cho các bác xem. Nhưng mà các bác thấy là đây này. Đây, tôi đang chỉ đấy ạ. Đấy, xong là lại có một nhánh nó vòng xuống đây. Đây, tôi vừa chặt xong. Dạ đây ạ. Đây chính là cây đẻng muôi nha các bạn nhé. Đấy, thì lá của nó đây. Lá của nó như này này các bạn này.
Dạ, đây ạ. Vâng. Lá của nó như này thì các bạn để ý là lá mọc đối nhá. Xong thì cuống lá thì nó cũng ngắn thôi. Nó mọc đối với nhau và mặt lá, mặt trên, mặt dưới nó đều rất là trơn bóng. Đấy, ngoài ra thì nó về tác dụng thì rễ của cây này thì chúng tôi dùng để điều trị cho những cái trường hợp mà kinh nguyệt không đều ở phụ nữ ấy. Đấy. À, chúng tôi đào rễ xong là cũng phơi khô sắc uống. Và cái một cái nữa, cây này kết hợp với lại nhiều cây khác, chúng tôi đun nước tắm cho chị em sau sinh, cho người già vừa ốm dậy. Đấy. Đây. Đây chính là cây đẻ muôi. Đấy. Vâng, tôi chỉ giới thiệu cho các bạn biết một chút về cái công dụng của cây đẻ muôi này thôi. Nếu các bạn thấy cái clip này hay, đưa đến cho các bạn nhiều thông tin bổ ích thú vị thì vui lòng để lại cho tôi một like, đồng thời nhấn nút đăng ký. Bác nào chưa đăng ký kênh Thảo Dược Người Dao này thì vui lòng đăng ký Thảo Dược Người Dao cho tôi để nhận được những cái clip mới mỗi ngày. Bây giờ từ bây giờ tôi sẽ liên tục thường xuyên cập nhật những cái bài thuốc, những cây thuốc của người dân tộc Dao ở trên kênh YouTube này cho các bác cùng xem. Và một cái nữa, tôi có bài thuốc điều trị dạ dày đại tràng rất là tốt, rất tuyệt vời. Khoảng 90% những cái trường hợp mà tôi gửi thuốc để cho sử dụng thì đều khỏi. Người thì khỏi sau một liệu trình, người thì khỏi sau khoảng 4 liệu trình sử dụng nhá. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ cho tôi theo số điện thoại tôi để trên màn hình. 0374988027. Đó. Đây là vấn đề bài thuốc nam gia truyền dân tộc Dao, dạ dày đại tràng, bị ợ hơi, viêm loét. Nói chung tất cả mọi cái liên quan đến dạ dày đại tràng. Còn hôm nay là cây cây này là cây để điều trị bệnh gút và bệnh xương khớp. Đó. Rồi, xin chào tất cả các bạn.